Đen sửa nhà tắm than 80% người Việt Nam sử dụng. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách đang có mặt trong trường quay. Đó chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Nhật An, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương. Vâng, xin chào chị và xin chào quý vị thính giả. Dạ vâng, xin chào bác sĩ. Như là Thế Hạnh vừa giới thiệu lúc đầu thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ cho quý vị khán giả một số những cái điều cần lưu ý để chăm sóc trẻ trong mùa đông. Vậy thì khi mà đông tới thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của chúng ta nói chung và của trẻ em nói riêng ạ? Vâng. Khi mà cơ thể mà bị nhiễm lạnh ấy, thì không có cứ mùa đông hay mùa hè thì đều có thể gây đến ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể liên quan đến rất nhiều các vấn đề về mặt chức năng sinh lý, nhưng mà một trong những cái rất quan trọng là nó sẽ gây suy giảm cái đáp ứng cái đề kháng của cơ thể đối với các tác nhân bên ngoài, đặc biệt là khi tác nhân gây bệnh ở đường niêm mạc. Niêm mạc đấy hay gặp nhất là đường hô hấp, nhưng có thể những vị trí khác nữa. Vì vậy cho nên mùa đông, tất nhiên đã là mùa đông thì cái mùa lạnh nhiều thì cái khả năng bị nhiễm lạnh sẽ nhiều hơn. Và đấy là cái lý do mà tại sao mùa đông là chúng ta cũng nhìn thấy là một số cái bệnh nó cũng mang tính chất đặc thù hay gặp ở mùa đông hơn. Vậy đối với trẻ nhỏ thì chúng ta cần lưu ý những điều gì ạ? Và với khí hậu mùa đông lạnh như vậy thì cái sức khỏe của trẻ nhỏ sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Vâng, đối với trẻ nhỏ chúng ta sẽ nhìn thấy là mùa đông nó dễ mắc bệnh người lớn vì bản thân các cháu là không tự biết điều chỉnh được, không tự biết phòng vệ được. Nói ví dụ như chúng ta cảm thấy lạnh, chúng ta có thể khoác thêm áo, chúng ta thấy nóng, chúng ta có thể cởi bớt áo ra hoặc là đi đến chỗ mà có quạt hay là tìm cái môi trường mà có thể thông gió. Nhưng các cháu thì nó sẽ bị thụ động, vì vậy cho nên là nó sẽ dễ bị nhiễm lạnh hơn. Thế còn trẻ bị nhiễm lạnh thì rõ ràng là sẽ gây rất nhiều các loại bệnh. Về các bệnh mùa đông có thể nói là cái hàng đầu là các bệnh mà lây nhiễm qua đường hô hấp. Bác sĩ vừa nhắc đến là những cái bệnh khác ngoài cái bệnh đường hô hấp thì Thuyện có nhớ là sốt xuất huyết cũng là một căn bệnh rất nguy hiểm mà thường xuất hiện vào mùa đông. Tại sao cái căn bệnh này lại xuất hiện vào mùa đông ạ? Bác sĩ có thể chia sẻ thêm không ạ? Và cái việc là xuất hiện sốt huyết ở mùa đông thì có nguy hiểm hơn so với cả sốt xuất huyết có mặt vào mùa hè được không? Chúng ta có thể gặp những cái bệnh mà về mùa đông nhiều hơn. Ví dụ như là bệnh quay bị, bệnh rubella. Và sốt xuất huyết thì thực chất thì người ta không gọi đấy là bệnh mùa đông. Sốt xuất huyết ở nước mình là loại sốt xuất huyết do các cái chủng virus đanh gây nên. Thì nó gặp ở cái mùa mưa. Và chúng ta biết là mùa đông cũng là chúng ta nhìn thấy là cũng có mưa nhiều. Đặc điểm của cái mũi mà mũi vằn Aedes của cái vector mà lây truyền virus đanh này thì nó có đặc điểm là nó rất thích nước mưa, là vì nó thích nước sạch và nó chỉ sinh sản trong cái môi trường mà nước ao tù, nước đọng, nhưng mà phải là nước trong sạch. Thành ra mùa mưa là cái mùa mà sinh sản của muỗi, và mùa đông cũng có mưa khá nhiều, thành ra là đấy là cái có thể là gây nên cái tình trạng của cái gây ra sốt huyết đanh ở mùa đông. Và thực ra mà nói là chúng ta có thể gắn với đấy là vào mùa mưa. Dạ vâng. Bác sĩ vừa liệt kê ra khá nhiều bệnh mà có thể gặp phải trong mùa đông, trong đó có bệnh viêm phổi. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta đang mong muốn là chia sẻ cái cách phòng chống bệnh cho trẻ em trong mùa đông, mà viêm phổi là một bệnh rất là nguy hiểm. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút là cái diễn biến của bệnh viêm phổi diễn ra như thế nào và có cách nào để phòng chống bệnh viêm phổi cho trẻ được hay không? Vâng. Viêm phổi là cái tình trạng viêm nhiễm ở cái đường hô hấp dưới. Người ta tính viêm phổi là phải cái đoạn từ phế quản và phế quản nhỏ đến phế nang trở xuống. Thì đấy là những cái trường hợp viêm phổi. Thì căn nguyên gây ra viêm phổi này có thể là do virus, do vi khuẩn và do rất nhiều loại khác, nhưng chủ yếu là do virus và vi khuẩn. Thế thì thường là khởi đầu là do virus. Bình thường có thể không gây bệnh được, nhưng mà với cái môi trường lạnh mà làm cho sức đề kháng của cơ thể, cái bảo vệ của niêm mạc đường hô hấp của trẻ nó thấp đi, nó giảm. Hoặc là trên đứa trẻ này có những cái tình trạng mà không có tốt về bảo vệ miễn dịch thì nó sẽ xâm nhập và nó sẽ gây ra cái tình trạng viêm nhiễm đường hô hấp. Và trên đường hô hấp chúng ta đều biết là bình thường nó cũng đã có những cái loại vi khuẩn nó cộng sinh ở đấy rồi. Và có thể là bị lây nhiễm ở bên ngoài nữa, thì lúc đấy là cái lúc mà nó sẽ nhân cơ hội và có thể gây những cái tình trạng viêm nhiễm, và có thể là lúc đầu thì ở phía trên. Chúng ta hay nói là viêm phổi là do
nó chạy từ trên xuống dưới thì cũng có ý đúng của nó. Tất nhiên là cũng có những trường hợp viêm phổi nó đi theo đường máu, đường khác, nhưng mà hầu hết là nó sẽ đi theo đường hô hấp, và lúc đầu là thường là viêm nhiễm ở trên. Viêm nhiễm ở trên thì thường là lúc đầu là do virus, và thường rất liên quan đến cái việc là để cho đứa trẻ bị nhiễm lạnh hoặc là bị lây các cái chủng virus hoặc vi khuẩn từ bên ngoài. Vâng. Vậy có cách nào phòng tránh được không ạ? Cái việc đầu tiên tức là chúng ta sẽ phải bảo đảm cho cái đứa trẻ đấy không bị nhiễm lạnh. Nhất là đối với trẻ sơ sinh là cái môi trường là cái quan trọng. Chứ mình không nghĩ là có mỗi mặc quần áo ấm cho nó là đủ. Như vậy kể cả cái việc không khí, bảo đảm cái nhiệt độ cho nó, còn phải bảo đảm cái độ ẩm cho nó thích hợp. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai thì tất nhiên là viêm phổi nó hay xảy ra trên những đứa trẻ mà có cái điều kiện tiếp xúc với nguồn lây nhiễm. Thì người ta hạn chế cho nó tiếp xúc với những cái nguồn lây nhiễm. Việc thứ ba thì viêm phổi cũng hay xảy ra hơn cho trên những đứa trẻ mà có cái tình trạng sức khỏe không tốt. Ví dụ như suy dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch, thì chúng ta phải cho các cháu làm nào để bảo đảm được dinh dưỡng như tốt, và trên một cơ thể khỏe mạnh thì viêm phổi nó cũng sẽ ít gặp, và nếu có gặp thì thường cũng diễn biến nhẹ hơn. Trong vitamin chúng tôi cũng xin lưu ý nhấn mạnh cái vai trò vitamin D để chống cho đứa trẻ, mà nếu thiếu vitamin D là một trong những điều kiện mà nó có thể dễ bị viêm nhiễm đường hô hấp. Vâng. Bên cạnh đó thì các trẻ nhỏ ấy, khi mà bác sĩ vừa chia sẻ là chúng ta nên giữ ấm cho trẻ, nhưng cũng có nhiều bà mẹ thì nói rằng là nếu mà giữ ấm quá thì nếu như mà để con mà nó ướt ở sau lưng á, mà mình không để ý thì có thể nó nhiễm lạnh vào trong cơ thể và cũng gây viêm phổi. Không biết điều này có đúng hay không ạ? Vâng, rất đúng. Vâng. Đấy là cái như chúng ta đã nói là trẻ em thì nó không tự nó điều chỉnh được mà. Ví dụ như chúng ta thấy áo ướt mồ hôi thì chúng ta sẽ đi thay được. Vì vậy cho nên trong những trường hợp đấy thì bố mẹ phải thay cho con và phải lau mồ hôi cho cháu. Rất đúng là như vậy. Thân nhiệt trẻ em thì không cao hơn người lớn. Thế nhưng mà chỉ có điều là trẻ em thì nó hiếu động, nó nghịch hơn. Thành ra là nó cũng có thể nói là những lúc hoạt động nhiều thì trong cái quá trình thải nhiệt nó chưa kịp thì có thể lúc ấy thì thân nhiệt nó cao hơn. Chứ còn nếu bình thường sinh lý thì nó không hề cao hơn. Thế là một cái. Thứ hai là chúng ta cũng lưu ý là ở trẻ em có những cái bệnh, nói ví dụ như là cái thiếu vitamin D hay là còi xương thì nó có thể ra mồ hôi mà không phải do chạy nhảy. Thì chúng ta phải biết mà những cái lúc đấy thì bản thân trẻ không tự thay được quần áo chẳng hạn thì mình phải giúp cho cháu. Các bậc bố mẹ hết sức chú ý cái việc này. Dạ. Và một điều nữa, như bác sĩ cũng vừa nói về vấn đề là giữ ấm cho bé mùa đông, thì chúng ta hay nói về việc là sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong mùa hè, và điều đấy thì ai cũng biết là cần phải sử dụng nhiệt độ như thế nào. Nhưng đối với mùa đông thì có gì thay đổi hay không? Bác sĩ có thể chia sẻ thêm về kinh nghiệm này. Về điều hòa nhiệt độ mùa đông thì tất nhiên là thường ít được sử dụng hơn mùa hè. Nhưng mà chúng tôi lại lưu ý một điều, tức là mùa đông thì ngoài cái việc mình giữ cái nhiệt độ nó ổn định, thì mùa đông là cái mùa mà chúng ta biết là đối với phía Bắc, khí hậu miền Bắc Việt Nam là nó rất thay đổi, không chỉ về cái nhiệt độ mà còn cả về độ ẩm nữa. Và vì vậy cho nên nếu độ ẩm thay đổi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng. Vì vậy cho nên nếu sử dụng điều hòa thì chúng tôi cho là chúng ta phải chú ý một điều, tức là phải chú ý đến độ ẩm của căn phòng mà mình cho các cháu. Vâng. Cũng có nhiều ý kiến trái chiều về việc chăm sóc trẻ mùa đông, nhất là giữ ấm cho trẻ. Có những mẹ thì nói là trẻ chỉ cần giữ cho nó cái cổ và cái chân ấm là đủ rồi. Thì không biết là những cái ý kiến này thì bác sĩ có thể cho lời khuyên chi tiết hơn là các mẹ nên chăm sóc và nên giữ ấm cho con mình ở những bộ phận nào quan trọng trên cơ thể của trẻ? Vâng, tất nhiên có những cái phần cần phải giữ ấm hơn. Nói ví dụ như vùng thân cổ là quan trọng hơn. Nhưng mà chúng tôi cũng xin lưu ý là bản thân cái đường thở của đứa trẻ là nó tiếp xúc trực tiếp với không khí. Cho nên là mình không thể dùng cái gì để mà bịt lên chỗ đường thở của nó. Vì vậy cho nên là cái môi trường là quan trọng như chúng tôi cũng vừa mới chia sẻ rồi. Ngoài ra cái thứ hai thì việc giữ ấm tay chân cũng là cái cần thiết. Nhưng mà tất nhiên là mình không bắt buộc là lúc nào cũng phải quấn thật kỹ vào tay chân, là vì tay chân là cái chỗ mà để nó vận động. Thì trong những lúc, nói ví dụ như là ra chỗ lạnh hay là những lúc ngủ thì nên giữ ấm thêm tay chân. Thế còn bình thường kể cả thóp cũng vậy, chứ bình thường mà ở trong nhà thì những cái đấy là không thực sự cần thiết. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ rất nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần giao lưu giữa khán giả và bác sĩ đang có mặt trong trường quay.
Xin chào bác sĩ, tôi mới sinh con được 1 tháng, tôi sinh bằng phương pháp mổ đẻ. Và từ lúc đẻ ra thì cháu luôn thở khò khè và rất khó khăn. Tôi có mời bác sĩ đến khám cho cháu thì được bác sĩ khuyên rằng vì cháu đẻ mổ nên đường hô hấp kém, lại thêm thời tiết quá lạnh nên bị ảnh hưởng. Và bác sĩ khuyên nên nhỏ nước muối sinh lý thường xuyên, chứ không kê bất kỳ loại thuốc nào. Tôi cảm thấy vô cùng nóng ruột vì cháu vẫn thở khò khè và không có dấu hiệu đỡ. Tôi nên làm thế nào để con có thể thở dễ hơn? Xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, xin chào chị. Khi cháu trẻ sơ sinh mà từ trong bụng mẹ, tức là nó đang ở trong môi trường toàn bộ là 37 độ. Khi mà ra môi trường bên ngoài thì đúng là nó phải có thời gian thích nghi. Vì vậy cho nên trong giai đoạn đầu ấy là các buồng mà nuôi trẻ sơ sinh, người ta thường để cái nhiệt độ là khoảng 35, 34 độ. Thì như vậy đối với con nhà chị thì việc đầu tiên là nên kiểm tra xem cái buồng của mình có quá lạnh hay không. Là vì nếu lạnh thì chắc chắn mũi nó sẽ phản ứng bằng cách là nó sẽ phải tiết dịch, nó sẽ phải sung huyết và nó sẽ gây nên các hiện tượng như chúng ta nghe chị vừa nói trên. Và tôi cho là cái bác sĩ xử lý như vậy là đúng thôi. Là vì những trường hợp đấy không cần phải có những loại thuốc co mạch hay những loại thuốc kháng sinh, mà chỉ làm thế nào để cho nó có cái lưu thông vệ sinh tốt ở cái khoang mũi thôi. Thì đối với trường hợp này thì chị nên xem là cái môi trường ở nhà mình như vậy là đã phù hợp hay chưa. Nên chú ý là ngoài cái nhiệt độ ra thì chúng ta còn phải chú ý độ ẩm nữa. Trong trường hợp mà nếu mà cháu có vấn đề mà nó vẫn khò khè mà ảnh hưởng đến cái đường thở, nó thở khó khăn, nó phải gắng sức, thì trong những trường hợp đấy thì chị nên cho cháu đến khám ở một cái cơ sở nhi khoa để người ta xác định xem là liệu có thêm triệu chứng bệnh lý gì không. Là vì thực ra triệu chứng mà chỉ có ngạt ở mũi không thì người ta cũng không gọi đấy là triệu chứng khò khè. Thì khò khè là thường là cái triệu chứng người ta muốn nói đến cái âm khò khè là nó phát ra từ cái đường của đường thở. Xin cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ.